Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Đừng đắc tội với nam chính, tập 10. Rẹt rẹt. Ma, ma lực của cậu là sao hả? Bá tước Cavendish, làm người thì phải tém tém tí, nếu không lúc bị vả mặt sẽ thốn lắm đó. Cậu Rosa, bây giờ con đã là người khế ước của Hoàng Thái tử Điện Hạ, hưởng đủ vinh hoa phú quý, buông tha cho em trai con đi. Xin lỗi nhé. Đồ bị người khác cướp mất, tôi nhất định sẽ cướp lại. Đồ bị người khác cướp mất, tôi nhất định sẽ cướp lại. Ta nhất định sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về ta. Loạt xoạt. Đã xử hết mấy kẻ trước mắt, mày chọn tự mày ra tay hay tao ra tay đây? Quả cầu lửa. Bùm. Buông. Buông tay. Rosa, mày. Con điên rồi. Mau dừng tay. Chết tiệt. Hoàn toàn không động đậy được. Rosa hôm nay quá bất thường. Đờ mờ, mạnh tới khó tin luôn á. Đừng, đừng mà. Rosa, em là em trai anh mà. Mày nên thấy may vì mày là em tao. Nếu không lúc nãy mày đã xuống mộ rồi. Rút đi. Khụ. Rút đi. Em vẫn ổn chứ? Mau để mẹ xem bị thương tới cỡ nào. Tôi đã lấy lại thứ tôi muốn rồi. Không làm phiền nhà mấy người xung vầy nữa. Tạm biệt. Hoàng Thái tử Điện Hạ, thiếu gia Rosa đã ra rồi ạ. Xin lỗi Hoàng Thái tử Điện Hạ, ngài đợi đã lâu đúng không? Không lâu. Tìm được thứ em muốn chưa? Tìm thấy rồi ạ. Thật ra em muốn gì thì có thể nói thẳng với ta. Ta còn nhiều tiền lắm. Cảm ơn ngài, nhưng thứ tôi muốn cũng không phải vật dùng tiền là mua được. Ừ. Em bị thương à? Dạ, vết thương nhỏ thôi, không sao. Vết thương khá sâu. Kẻ nào làm? Sao lại bị thương? Ta muốn chặt phăng cái tay của kẻ đó. Tôi không sao thật mà. Đang nãy bất cẩn, bị rút đi đến lén thôi. Nhưng cậu ta bị thương còn nặng hơn tôi. Bị tôi moi đi một nửa viên hạch tâm ma pháp. Chắc là không tới một năm rưỡi thì không lành nổi đâu. Ừ, không chịu thiệt thì tốt. Lên xe, ta băng bó cho em. Không cần đâu. Vết thương nhỏ này không cần băng bó. Hoàng Thái tử Điện Hạ đang quan tâm ngài đấy. Bản thân Hoàng Thái tử Điện Hạ bị thương thì lại chẳng thèm liếc mắt một cái. Nhiều chuyện. Nếu đau thì nhớ kêu nhé. Không đâu ạ. Ngài đừng lo lắng nữa. Hồi cung thôi,
y sư trong hoàng cung xử lý tốt hơn ta. Không được, tôi phải tới quán ba Phong Tình một chuyến. Đâu? Đâu? Hoàng thái tử điện hạ. Lần này bị thương thiệt rồi. Rosa, ta đã nói rồi. Xử lý quan hệ cá nhân của em cho tốt. Đừng để ta nhìn thấy em vẫn vương mập mờ với đám người tình lúc trước.